Ok, khỏe không? Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại với một cái game khá là quen thuộc. Đó chính là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile của nhà phát hành Airfull. Thì sau vài ngày ra cái bản test thì hôm nay họ cũng đã cập nhật là lại một số lỗi. Và hôm nay mình sẽ quay lại vào lại cho các bạn coi nha. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nè. Đây là cái tài khoản test, và nếu mà anh em nào chưa có thì có thể vào tài khoản thì test thử. Nhưng mà các bạn nhớ là chơi chút xíu rồi out ra để cho người khác chơi đó nha. Tại vì tài khoản này nó có giới hạn đó các bạn. Ok, đây là mật khẩu. Ghi nhớ nào. Mình sẽ đi hiện tại thì mình đang gắn cái con chuột vào cái điện thoại của mình. Đó nên là điều khiển cho nó dễ. Sẽ vào cái nhân vật này, mình sẽ vào thử Thúy Yên. Ok, nghe một cái tiếng nhạc khá là quen thuộc các bạn ha. Mà mình đang ở Nam Nhạc Trấn, chỗ Thẩm Câu bán gọi là bán ngựa. Mình sẽ mua một con ngựa khác phù hợp với lại Thúy Yên hơn. Thúy Yên thì cái tốc độ lên xuống ngựa nó phải nhanh, cho nên mình sẽ lấy không biết là Tuyết Ảnh hay Ô Vân Đạp Tuyết nữa, mình quên rồi. Cái anh này của đó, chúng ta có thể mua ngựa được luôn nha. Đây không phải là Ô Vân Đạp Tuyết sao, đây có rất là nhiều ngựa các bạn ạ. Tuyết Ảnh nè, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lô chiếu dạ tự. Ok, mình sẽ mua Ô Vân Đạp Tuyết nha. Ngựa ơi ngựa này rồi, ok chúng ta đã mua rồi. Đây đây là con Ô Vân Đạp Tuyết, mình sẽ thay vào luôn. Đây chúng ta sẽ nhấn bên này. Cái này chúng ta có thể giữ và kéo được nè các bạn, những cái vật phẩm của nó. Đó, đây là Ô Vân Đạp Tuyết, rất phù hợp cho Thúy Yên. Quăng con chiếu dạ này ra. Tiền khá là nhiều rồi ha. Cái phiên bản này thì chúng ta vào, chúng ta có thể nhận skill tại lễ quan luôn, chứ không phải cần phải đi làm nhiệm vụ như những cái ngày trước nữa. Tại vì làm nhiệm vụ môn phái mà trên 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 mobile thì cũng khá là khó. Mình sẽ đi đến một cái thôn để mình nhận luôn nha các bạn. Đó là đi Ba Lăng huyện đi. Rồi chúng ta đã qua được Ba Lăng huyện. Để mình coi cái chức năng giả tẩu nó đã được chưa nha. Vẫn chưa được nha các bạn. Rồi, đây mình sẽ tới đây để nhận một số cái kỹ năng. Cái này được nhận cái búp nè, để hỗ trợ chúng ta có thể di chuyển nhanh. Thân hình phù, hỗ trợ ép, hỗ trợ danh vọng, không cần. Đây hỗ trợ kỹ năng môn phái, mình kiểm tra coi nào. Rồi chúng ta đã có full đầy đủ cái bản skill rồi. Bây giờ thì rồi coi mình sẽ đi tỷ tỷ lại nha. Mình không nhớ là tỷ tỷ thì mình sẽ đi từ ở đâu nữa. Hiện tại thì mình đang chơi bằng 3G. Có vẻ là khá là lắc đó các bạn. Đi qua Tương Dương coi coi có chức năng tẩy rẫy được chưa. Mình thích cái game này ở chỗ là mỗi lần chuyển thành là nó qua tức thời luôn, nó như trên PC vậy đó, chứ không có cần phải load lại cái màn hình đăng nhập như bên cái server bên kia. Đây chúng ta đây, cái chỗ những cái chỗ tùy chọn này nó còn hơi khó điều chỉnh một chút xíu. Đi đảo tẩy tủy nè. Ok vẫn chưa được, có thể mình sẽ thử qua bên Phượng Tường thử coi. Đi đảo Tây Tủy. Đây đây bên Phượng Tường chúng ta có thể đi được đảo Tây Tủy rồi đây. Ồ trên này khá là đông các bạn ha. Rất là đông anh em. Mình sẽ tẩy tủy cái điểm kỹ năng. Đó, rất là giống như trên PC, mỗi lần tẩy tủy là nó mất kết nối thôi mà nó sẽ kết nối lại. À trên này thì như cái lần trước mình nói, chúng ta có thể di chuyển ở trên này để mà đi nè. Bấm bất kỳ điểm nào chúng ta cũng có thể đi được, không nhất thiết phải đi bên cái phòng di chuyển bên này ha. Mình sẽ đi theo Thúy Yên Song Đao, là Thúy Yên nội các bạn. Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây để tăng cái điểm kỹ năng thôi. Rồi, tăng 20 chấn phái đây. Đây là bỏ công chấn phái nè. Chấn phái thì bắt buộc phải tăng 30 điểm rồi. Ok chỉ còn 30 điểm thôi. 30 điểm thì có vẻ là
chắc chắn là phải nâng cái này. Cái này là tốc độ đánh và tốc độ di chuyển nó rất cần thiết cho Thúy Yên. Rồi còn 10 điểm, 10 điểm chắc là tăng qua cái gì nè, Bích Hải gì nè, Bích Hải Triều Sinh, để nó hỗ trợ cho cái skill này. Ok, mình sẽ gắn cái này qua nha. Đây là chiêu băng tung vô ảnh là chiêu đao, còn đây là băng tâm tiên tử là chiêu bà tiên nè. Ok, gắn những cái phụ trợ này qua, chỉ cần kéo giữ qua là được rồi. Mình sẽ vào bên trong đó, các bạn thấy con này thiên môn mà đi tuyệt ảnh. Ổ này là ô vân chứ, đi ô vân là quá là hết bài luôn, đúng bài luôn các bạn. Chắc là không có cái bình kia ta. Thôi mua đỡ cái này đi, giàu có mà. À cái này phải nhấp từng cái nha, chứ không có giữ được. Ok. Rồi còn bên này mình sẽ tăng điểm Thúy Yên, là Thúy Yên song đao thì dồn hết vào nội công. Sẽ dồn hết vào nội công 300 điểm. À mình nhớ rồi, chúng ta không thể nào mà tăng một lúc 300 điểm được, để tăng từng cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Khá là ok các bạn. Hy vọng là trong những cái bản kế tiếp thì nó sẽ hoàn thiện dần hơn, và nó sẽ đến cái ngày ra mắt thì bản chính thức luôn. Để coi mình có nên chắc không đâu, cái này được tẩy tỷ miễn phí mà, cứ tăng hết sinh lực đi, có gì lên tẩy tỷ lại. Rồi ok. Cái này không được, cái này phải tốn 75 điểm. Tun 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 tun. À cái skill này á các bạn, cái skill này nè, các bạn thấy là nó đang là một skill đúng không? Các bạn chỉ cần đánh tầm 2 phút thôi là nó sẽ lên max skill, để cho các bạn có thể test được rồi. Đây mình sẽ thử đây. Xuống ngựa. Rồi của Nico. Đó, chúng ta có thể đứng luyện skill như vậy chỉ trong vòng 2 phút thôi. Thì chúng ta max skill rồi. Đánh khá là nhanh các bạn ha. Đánh rất là nhanh luôn. Đấy, mình sẽ đứng đây quấn được một lúc 2 cái luôn nè. Còn không tới. Hụt rồi, hụt rồi. Cái này các bạn thấy là cái skill của nó nhìn khá là chân thật. Cái di chuyển này nọ, hình ảnh của nó nhìn cũng ok. Đây là chat được thế giới đây nè. Mình sẽ tắt cái này xuống. Cái này mình có thể di chuyển được không? À, có thể di chuyển nè. Ok. Mình sẽ qua bên này coi. Đây là cái bản kháng của nó nè. Kháng lôi thì lúc nào nó cũng là thấp hơn cả. Nó có thể không thể chọn được cái nhân vật này. Rồi, kiểm tra coi được bao nhiêu skill rồi. Đó các bạn thấy không, lên 5 skill rồi nè. Nó, phiên bản này nó đang test nên nó khá là nhanh. Mình sẽ thử max skill để coi nó có cái làn xương phía sau không nha. Mà sẽ thử đi ra biển kinh quýnh nhau. Mà nè, hết nhanh quá. Mana này tốn bao nhiêu để mình coi lại. 52 mana, nên mình max skill một cái là hơi bị hao mana. Rồi, đây là những cái hỗ trợ mình đang được cộng nè. Còn bên nào để mình chỉ các bạn nữa không ta? Cái chức năng này thì vẫn chưa được à. Hello. Thêm một cái này nữa. Đó. Ok, chat. Các bạn thấy là nó chat ở trên này luôn nè. Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Mana, hết mana. Cái này bấm vô bơm mana một cái là bơm, nó không có bị delay nha các bạn. Ráng luyện max skill trong 2 phút nè. Cái này là có búp mộng dịp của Ngami rồi á, mà nó khá là bựa. Thử cái chiêu Bích Hải này thử coi. Thiên bà tiên này thì rất là ít người chơi.
tại vì nó không có hiệu quả lắm. Nhưng mà khi mà mình đứng solo thì thấy nó cũng khá là mạnh đó chứ, nó hỗ trợ đồng đội khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó chụp không có được mạnh như là phong xương tái ảnh của Ngami. Này, cầm song đao là đúng bài luôn ha. Trong lúc coi mà bạn nào thấy hay thì đừng quên bấm like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Rồi chúng ta được 10 skill rồi. Lên 11 skill là sẽ có cái làn băng xương ở phía sau. Bút cái này lên cái. 1 skill chứ. Max skill. Quýnh hệ hỏa này khá nhanh ha. Để coi cái lực tay của mình là bao nhiêu. Sao quýnh nó lực tay là 1800 rồi. Lực tay 1800. Đây chúng ta có cái làn xương phía sau rồi nè. Làn xương phía sau. Nhưng mà làn xương các bạn để ý là nó vẫn còn đang bị lỗi nha. Đúng là làn xương bà tiên bay đâu là làn xương phải bay tới đó. Đây mình sẽ đứng ngang quay cho các bạn coi. Đó, làn xương này nó chỉ có đứng một chỗ thôi. Đấy, các bạn coi nè. Làn xương này nó chỉ đứng một chỗ này. Đúng là nó phải lướt theo bà tiên luôn. Rồi chúng ta sẽ đi về ra biển kinh. Chúng ta sẽ ra biển kinh thử. Rời khỏi đảo Tây Tủy. Ok. Lên ngựa nào. Để mua vài cục máu nữa. Công nhận gắn con chuột vô đánh khá là dễ. Đây, mua cái này. Mua 60 bình. Ok. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển qua biển kinh. Đâu, biển kinh đâu. Đây biển kinh à, biển kinh đông nha. Các bạn nhớ là cái cổng mà giao tranh là của biển kinh đông. Rồi tắt cái này đi. Ok bây giờ thì mình sẽ dùng bằng tay để có thể BK được. Nhưng mà cái phím di chuyển bên này đôi khi nó còn khựng lại, nó không có đi các bạn ạ. Rồi cái này tiền rớt đó. Nó vẫn khựng, nó không có đi được. Cho nên là cái việc BK thì nó cũng hơi là khó khăn một chút xíu. Rồi mình sẽ bật chiến đấu lên nha. Thử nha. Mặc dù chưa max skill. Đó, quýnh cái bàn. Hai chữ là chết. Nè, cái bàn nè. À. Vô máu. Wow. Cái bàn đồng khá là mạnh. Cho nên là mình không có máu kịp. Chúng ta thử ra lại coi. Rồi, chúng ta đã bị mất kết nối. Thì cái lỗi mất kết nối này khá là nhiều người bị. Rồi, thử ra lại nha. Bật cái này lên, xuống ngựa cái nè. Chưa có mặc đồ gì cả. Bây giờ bật cái này nè. Đây sẽ bật chiến đấu nè. Chiến đấu cái là quýnh. Quýnh khước khiếu lâm này thử coi. Wow, thiếu lầm mạnh vậy. Rồi đây có ai không? Đông quá các bạn ạ. Đông quá. Đúng là cái phím xuống ngựa đó phải để bên tay phải nè. Để cho chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Đây mình sẽ đứng đây mình coi thôi. Để cho hai bác này BK với nhau. Có cùng màu mà hình như là tụi nó muốn quýnh mình thì phải. Đâu cái bàn đâu à, thiên nhẫn. Quýnh cái bàn nè. Wow cái bàn mạnh quá, mạnh luôn. Vẫn không quýnh nổi. Có thể là do mình chưa max skill á các bạn. Ok à, đợi mình chút xíu nha. Mình sẽ đi qua một cái thôn nào đó. Qua đại lý đi. Mình sẽ luyện max skill. Ok, chúng ta lại dùng chuột lại nè.
Mình nhớ là thạch cổ trấn có một cái là vô danh động thì phải. Lễ quan đâu, mình nhận cái này cái. Nhận cái bùa búp lưu thủy chạy cho nó nhanh chút xíu. Và mình sẽ dùng cái chức năng này di chuyển. À không được. Bút này lên nữa, chạy cực nhanh luôn. Rất là khó di chuyển các bạn. Đó, nó bị khựng lại đó. Ồ, nó giật ra đây luôn rồi. Đó, nó vẫn bị lỗi, các bạn thấy trên màn hình nó đang bị lỗi không? Đó, bị lỗi vậy là chúng ta sẽ không đi được nữa. Bị lỗi như vậy là chúng ta không đi được nha. Rồi, disconnect. Disconnect như cơm bữa. Ok, không sao, không sao. Di chuyển nào. Tinh 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 tinh. Mình nói thiệt chứ cái game này nó mà ra phiên bản chính thức nó hoàn thiện chắc là nó là một trong những game mobile hay nhất. Ok, và mình đã vào được trong cái vô danh động này rồi. Bốc cục máu lên để luyện kêu tiếp nào. Ồ, 11 skill mà quýnh cũng khá là thấm đó các bạn. Hồi nãy quýnh con cái băng bổng 2-3 skill là nó chết luôn rồi. Này mana nó vẫn cái thanh mana còn hơi ít cho nên là nó hay bị hết giữa chừng. Và các bạn thấy là quái ở những cái động 8-9x này nó khá là dữ ha. Lượng tiền đó nè nè các bạn coi nè, quái nó bu vô nó quýnh mình nè, nó khá là dữ. Ồ, những cái đồng này nó hơi hiền á. Mình nhớ là mình lên những cái nơi mà mạc câu quật Lâm Du Quang thấy quái nó dữ lắm đó. Đó, nó cũng có quýnh rồi, có tê luôn nha. Nhiều kill rồi, 12 skill rồi. Con chuột vô chơi khá là dễ nè. Bên này ban hội thì chắc là chưa đâu. Giao dịch. Nhiều quái quá. Đánh hoài không hết. Rồi còn chức năng gì nữa không ta? Hình như là đã hết tất cả các chức năng rồi. Kỳ chân két này. Chúng ta có thể mua máu trực tiếp ngoài này hay sao ta? Thử nha. Đang đứng. Chúng ta có thể mua máu trực tiếp được ở ngoài thành luôn thông qua cái kỳ chân két này. Khá là dễ. Ok. Cái đặc này thì không có gì cả. Nó như lần trước của mình giới thiệu thôi. Hảo hữu cũng vậy. Có một cái là mình sẽ thử hảo hữu trên này coi được không nha. Không được, không bấm vô đây để hảo hữu được. Chỉ có thể bấm được người chơi ở ngoài này thôi. Và các bạn thấy là cái phông tiếng Việt của nó vẫn chưa được fix nha. Nó không có đọc được tiếng Việt nè. Nó vẫn còn dấu chấm hỏi khá là nhiều. Đi vẫn này đi cho dễ. Tầm đánh của nó thì vẫn chưa chỉnh được xa hơn, nó lại khá là thấp. Đó, chiều này, chiều 6x, Bích Hải Triều Sinh, lại là Quan Tâm Tiên Tử. Tượng hai miếng vàng này coi, nghe cái tiếng lượng vàng khá là quen thuộc. Rồi, bao nhiêu skill rồi? 15 skill rồi các bạn, một chút xíu nữa thôi mình sẽ lên điện kinh và làm sóng làm gió ngoài đó. Bắt luyện kêu nữa rồi là phải luyện để thử test coi có bị lỗi gì không chứ. Hết. Úp kỹ năng lên. Được một món đồ xanh. Ok, mình sẽ coi món này nó như thế nào.
lực để dây 4 điểm luôn. Đây là của Nam, cho Thiên Vương mặc vô là hết bài. Hết quái rồi. Sáu kêu chưa? Ok. Rồi, được coi. Chút xíu nữa thôi là mình đã mắc kêu rồi. Cái này chắc tầm 1 phút nữa là mắc 17 kêu rồi các bạn. Ok, thì các bạn nào có ở trong cái tài khoản này thì có sẵn Thiếu Lâm mình đang đi đợt ma đội Giang á, là Thiếu Lâm Quyền á. Với lại con này là Thúy Yên và còn một ạt hệ hỏa chưa có vào phái. Thì các bạn nào muốn chơi cái bang Thiên Nhẫn gì đó thì cứ vào con đó nhận phái và chơi thôi nha. Không có sao đâu. Rồi. Mình nghĩ là được 19 skill rồi đó. 18 skill. Lực tay bao nhiêu đây? Tay vẫn là 1800, chưa có gì thay đổi cả. Ok. Cái skill nhiều hệ thống skill thì nó vẫn còn bị lỗi. Chưa có hoàn thiện lắm. Hy vọng là những cái bản sắp tới nó sẽ ok hơn. Cái chụp xuống này khá giống của Phong Xương Tối Ảnh các bạn. Đó. Cho 19 rồi. Rồi rồi, chuẩn bị max skill nha. Còn một bình mana để có max skill nổi không đây. Rồi, hết mana rồi. Hy vọng là cái lưu thủy này nó có thể giúp mình trong cái khoảng thời gian này. À không, chúng ta có kỳ chân cát ở đây mà. Mua. Đó. Ok. Nhấp vào đây. Khá là dễ dàng. Thôi chuẩn bị thôi. Rồi, max skill. Bây giờ thành có thể là qua phượng tường để chúng ta mua máu trước. Phượng tường trung tâm. Đây là cái thần hình phù mà nó để cái hình của thổ địa phù. Đúng ra nó phải là màu xanh đó ha. Rồi. Ồ, bấm như đây là bán nè, bán nè. Bán hết đi. Mày mua. Mua kiểu này lâu quá. Vô đây. 100 bình. Đó. Ừ. 50 bình. Ok, full rồi. Rồi chúng ta sẽ qua Biện Kinh lại nha. Biện Kinh Đông. Ok, sẽ sử dụng tạm thời cất con chuột đi. Chủ tiền trang này có còn cho lì xì không đây? Ồ, ở đây có bao lì xì không? À, khoan đi, quấn nhau. Quay đi với nhau, mình sẽ chỉ các bạn một cái trò này rất là hay ở trong game Võ Lâm. Đó chính là đi đánh bài ở đây, là chủ sòng bạc. Hồi xưa là mỗi lần mà có mấy vạn là vô đây đánh là được lên mười mấy vạn nè, chủ sòng bạc. Đó, mình sẽ dùng con chuột nha. Ủa? Rồi, chức năng này hiện tại thì chắc là bị khóa rồi. Ok, thôi không sao, chúng ta sẽ đi chỗ khác. Rồi, mất kết nối. Không sao, chúng ta sẽ có lại nhanh thôi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển ra đây.
Tèo 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 tèo. Wow 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 wow, nó đồ xét. Wow, đông thế. Ra đây cô. Thật ra thì mình BK rất là dở. Ôi nó chạy đi đâu vậy? Đó, quấn solo với lại thi lâm đao. Khá là bựa ha, tại vì cái mục tiêu của nó bị nhảy liên tục rồi. Không có, rất là khó để BK. Tính ra cũng dùng gần hết 60 bình máu rồi. Thế làm này phản đam rất là ghê. Tiện đang quấn thằng kia, giờ qua quấn thằng này. Rồi chạy vào kiếm hệ hỏa quấn thôi nào. Wow, thôi. Ok, cái video này kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu chơi test thì cứ vào cái tài khoản này nha. Rồi, bye bye.